đang có mặt tại Vietfit triển lãm về hàng hải sản đông lạnh của tại trung tâm triển lãm quận 7. Nay giới thiệu với quý vị đây là chiếc xe tải Isuzu QKF mới, đang là loại trọng tải mới được tăng tải. Kết hợp với quyền auto, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái loại hàng thùng lạnh chuyên môn dành cho các loại thực phẩm đông lạnh. Xe này thì có trọng tải là 4 tấn 990, tải trọng hàng hóa của nó là 2 tấn 205. Xin mời ở đây là ấy, xe này được trang bị máy lạnh Thunder Master 1400, Thunder Master 1400 F2 thì nó có thể đảm bảo được cho nhiệt độ của xe là luôn luôn trong tình trạng âm 18 độ hoặc là từ dương 10 đến âm 18 độ, đảm bảo cho phù hợp tất cả các loại hàng từ đông lạnh hoặc thực phẩm. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem một vòng xem chiếc xe này. Thùng xe là toàn bộ là làm bằng từ composite và vật liệu châu Âu nhập khẩu, dè là dè composite. Đây chúng ta có thể thấy là toàn bộ các đà dọc, đà ngang, mọi thứ của xe là đều làm từ nhôm nhập về hết. Đây là xe, đây một giải pháp rất là tốt cho thực phẩm hoàn hảo, đảm bảo. Sau đây chúng ta thử vào bên trong nội thất, chúng ta cùng nhìn xem một thứ về bên trong đó. Đây là cửa của Isuzu. Cái khung, cái độ dày của xe rất là làm từ nhiều lớp vật liệu, gồm có form cách nhiệt, nhôm gia cường, thì chúng ta có thể đảm bảo được cái nhiệt độ cách nhiệt tuyệt đối cho xe. Trong xe thì có hai dàn lạnh, chúng ta có thể dàn lạnh là đảm bảo đấy. Nền xe có 3 cửa, một cửa hông thì chúng ta nền xe là bằng kim loại giả nhám, tránh đi chúng ta có thể là hàng hóa có thể giữ này ấy,